U23 Timor-Leste gây bất ngờ, U23 Campuchia đại thắng ngày ra quân giải Đông Nam Á. Kết quả ngày mở màn giải vô địch bóng đá U23 Đông Nam Á 2022. Đội tuyển U23 Timor-Leste gây bất ngờ khi cầm hòa U23 Philippines 2-2. Trong khi U23 Campuchia thắng U23 Brunei 6-0. Ngày 14 tháng 2, giải vô địch bóng đá U23 Đông Nam Á 2022 chính thức khởi tranh tại Campuchia. Trở trận mở màn tại bảng A. U23 Timor-Leste dù bị đánh giá thấp hơn nhưng lại gây ra nhiều bất ngờ cho U23 Philippines. Khi trận đấu mới trôi qua được 7 phút, cầu thủ Mourinho đã ghi bàn mở tỷ số cho U23 Timor-Leste. Mặc dù thi đấu không mấy nổi bật nhưng U23 Philippines cũng có bàn gỡ hòa 1-1 trước khi hiệp 1 khép lại nhờ công của Ivan Quano. Bước sang hiệp 2, U23 Timor-Leste một lần nữa vươn lên dẫn trước bằng bàn thắng của Jemito Soares ở phút 55, chỉ 8 phút sau. Cầu thủ Ivan Quano của U23 Philippines một lần nữa lập công để đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Những phút còn lại, hai đội tạo ra thế trận đôi công hấp dẫn nhưng không thể ghi thêm bàn và đành chấp nhận chia điểm. Ở trận đấu diễn ra sau đó, chủ nhà U23 Campuchia đã tạo ra thế trận vượt trội so với U23 Brunei. Trận đấu mới trôi qua được 33 phút, U23 Campuchia đã sớm dẫn trước U23 Brunei tới 3 bàn nhờ công của Chanthia phút 18, Ninh Sô so phút 20 và Seti phút 33. Điều đáng nói, trận U23 Campuchia gặp U23 Brunei diễn ra trong điều kiện thời tiết xấu, mưa lớn. Đến phút 57, trời mưa to khiến trọng tài phải quyết định tạm dừng trận đấu. Trở lại sau hơn 30 phút tạm dừng, mặt sân Morodok Teco sụn nước khiến cầu thủ U23 Campuchia và U23 Brunei rất khó triển khai bóng. Dù vậy, U23 Campuchia vẫn có thêm được bàn thắng nâng tỷ số lên 4-0, phút 71, từ quả đá phạt trực tiếp của đồng đội bóng đến chân băng chay trong vòng cấm và hậu vệ dễ dàng đệm bóng vào lưới. Trong 10 phút cuối trận, Mạc Sơn Morodok Teko tốt hơn giúp U23 Campuchia tiếp tục triển khai thế trận tấn công vượt trội. Phút 85, từ pha tấn công bên cánh trái, bóng được tạt vào trong và cầu thủ Rotana chấp cơ hội nhanh ghi bàn nâng tỷ số lên 5 0 cho U23 Campuchia. Chỉ 3 phút sau, đến lượt cầu thủ Kakada độc diện khéo léo vượt qua 3 cầu thủ U23 Brunei trước khi ghi bàn ấn định thắng lợi 6 0 cho U23 Campuchia. Với kết quả trên, U23 Campuchia tạm dẫn đầu bảng A với 3 điểm. Vào lúc 16 giờ chiều ngày 15 tháng 2, bảng B của giải vô địch bóng đá U23 Đông Nam Á 2022 sẽ khởi tranh với cặp đấu U23 Malaysia gặp U23 Myanmar. Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ đá trận ra quân gặp U23 Singapore tại bảng C vào lúc 19 giờ ngày 19 tháng 2.